con. Vậy làm sao đây? Hay là cho hắn một viên kẹo đồng cho rồi? Giết hắn thì dễ thôi, nhưng e ảnh hưởng chung đến trận đánh. Kế hoạch không có thay đổi nghe Sơn. Giờ đi chậm lại được rồi, con bấy cứng. Để hắn đó cho chị. Nhận ra tôi chứ mấy em? Túi thuốc nổ kia nặng mấy ký? Dạ 3 ký. Chúng mày đã bị bắt, đi theo lệnh của tao. Lần này thì đừng mong thoát khỏi tay bảy cứ nghe mấy em. Người của tao đã án ngữ hết các ở tư phố rồi đó. Theo lệnh tao, qua ngã ba quẹo mặt về tới cảnh sát. Cười cho đã đi để rồi vô khám. Tưởng anh bảo đi đâu chứ ngã ba thì tụi tôi đang muốn tới đó mà. Cứ bình tĩnh mà lái anh Bảy. Họng súng đã kề bên mạng mỡ anh rồi đó. Chứ có dạy nghe, có sao thì cũng coi như một vụ án mạng thì tình. Thả ba mà đi, lẹ lên. Các xe mới tới, lên trình với tàu đợi chết. Bảy cứ hôm nay dám chở bộ đi chơi phố, bảnh quá ta. Anh Bảy, con lại đi. Thank you.
Vậy cứ cách mạng cảnh cáo anh về tội làm mật vụ, tay sai cho giặc chống phá cách mạng. Nếu còn tái phạm, cách mạng sẽ nghiêm trị. Với bộ máy cảnh sát hiện đại như của chúng ta hiện nay, mà để cho Việt Cộng tự do làm loạn trong thành phố, mà đó là những đứa con gái, thì thật là tôi không thể nào hiểu nổi. Năm xe vũ khí của Việt Cộng đã lọt vào thành phố, nhưng vũ khí đó bây giờ ở đâu, không ai biết. Không thể được, bằng mọi biện pháp, ông phải chấm dứt ngay tình trạng này. Ông hiểu chứ? Đồng ý, trả đi, trả đi. Trả đi, trả. Em trả. Trả đi. Trả đi. Anh em trả. Nè. Hình của anh chụp hồi nào mà đẹp dữ vậy? Đồ quỷ, mày còn chụp tao hoài, tao kêu cảnh sát. Mắc mày à nghe. À, vì công việc gấp nên chú phải mặc bộ. Hết. Chú chuyển lời khen của trên đến tổ các cháu. Trong trận đánh trạm cảnh sát cả ba thành phố vừa qua, đồng bào rất phấn khởi. Còn ta thì đã đạt được mục đích của trận đánh. Tới đây, mục tiêu mới của tổ các cháu là ở đây, trong thành phố.